Rồi hướng dẫn lại ha. Chúng ta sẽ sử dụng cái stress này giống như là để cho nó thư giãn bớt, ha, mô phỏng các thuật toán của chúng ta. Đó. Như vậy thì cái này là lập trình người ta gọi là lập trình khối kéo thả chứ không có code. Đó, mô phỏng. Như vậy thì để sử dụng thì các bạn dùng cái John Scott và các bạn đặt username, password, các bạn đăng ký ha. Như vậy sau khi các bạn đăng ký xong thì chúng ta sẽ đăng nhập với cái username của mình, password. Rồi, sign in vào. Như vậy khi các bạn sign in thì các bạn có thể create một cái dự án của mình. Và cái dự án đầu tiên của chúng ta, ví dụ mình làm về điểm đi. Rồi. Vậy thì đầu tiên các bạn sẽ cho nó bắt đầu khi click cờ. Rồi, con mèo này nếu như mình không cho nó di chuyển thì mình khỏi. À, còn không mình muốn chắc chắn rằng là nó sẽ di chuyển đến vị trí 00. Di chuyển đến vị trí 00. Rồi xoay một góc 90 độ, nó lúc nào cũng đứng thẳng thớm để làm việc. Rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là có một cái biến điểm. Một cái biến điểm thì chỗ này các bạn sẽ tạo ra một cái biến là điểm để chứa điểm của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ nhập điểm vào. Đó, chúng ta sẽ nhập điểm vào thì chúng ta sẽ lấy cái input đúng không? Input. Input ở đâu rồi nhỉ? Màu gì? Nãy mình làm màu gì quên rồi. Màu vàng. Đâu? Màu xanh là quản lý di chuyển. Màu tím là save. Rồi màu màu tím nào này là về âm thanh, về event của chúng ta. À, hỏi chứ. Hỏi quên. Mình nhập vào là mình sử dụng cái at hỏi. Hỏi giá trị. Đúng rồi. Quên. Hỏi chỗ nào nhỉ? Hỏi là màu gì? Màu cam. Đâu? Đâu là tự nhiên quên rồi. Sao mới thấy đâu rồi? C hỏi. Ừ đúng rồi. Đây 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 đây. Ok. Rồi. Rồi điểm. Đó, hỏi về điểm ha. Rồi mình có cái answer nè. Answer là cái giá trị trả lời. Như vậy sau đó mình sẽ sử dụng nếu. Nếu. Nếu if else nè. Nếu. Nếu điều kiện của chúng ta. Điều kiện thì nó nằm ở phía dưới. Mình sẽ có điều kiện hoặc nếu điểm nhỏ hơn 0 hoặc điểm lớn hơn 10 thì sai. Đó.
thì chỗ này mình dùng hoặc. Rồi, hoặc nếu điểm lớn hơn 0 thì chỗ này là nếu điểm nhỏ hơn 0 nè, hoặc điểm lớn hơn 10 nè. Như vậy điểm này là do cái trả lời, do cái trả lời mà có. Trả lời nếu điểm nhỏ hơn 0 hoặc điểm lớn hơn 10 thì mình sẽ báo là điểm sai. Đó, mình sẽ báo là điểm sai. Chỗ này điểm sai. Rồi, chỗ này điểm ok. Rồi, chạy. Ví dụ nhập vô 9, điểm ok. Chạy lại, nhập vô điểm trừ 1, điểm sai. Đó, như vậy là mình đã sử dụng được cấu trúc if else. Bây giờ ở cái chỗ điểm sai này, thầy sẽ cần là nhập đi, nhập lại nhiều lần. Không? Kiểm tra nhập cho đến khi nào đúng thôi. Vậy chỗ này chúng ta có thể sử dụng một cái vòng lặp. Một cái vòng lặp. Lặp cho đến khi. À, lặp cho đến khi. Như vậy thì các bạn sẽ hình dung được ở chỗ này. Mình thử coi. Lặp cho đến khi. Đến khi nào? Ừ. Thử coi ha. Mình sẽ thử cái vòng lặp cho đến khi. Như vậy thì chỗ này cho đến khi điểm của mình lặp cho đến khi điểm rồi, chỗ này mình sử dụng cái vòng khác đi, không không sử dụng cái đó được. Lặp cho đến khi điểm của mình sao lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10. Đó, lặp cho đến khi. Như vậy chỗ này vô hỏi điểm rồi đã nè. Vô hỏi điểm nè. Thử coi ha. Vô hỏi điểm. Sau đó cái answer của mình đến khi điểm lớn hơn 0 và answer nhỏ hơn 10 thì ghi là điểm ok. Đó, lặp cho đến khi. Được không ta? Thử coi nào. Vô hỏi điểm, ví dụ mình cho ở chỗ này mình sẽ xuất cái điểm ra để cho mình biết. Mình phải xuất cái điểm ra để mình biết là ok hay không. Rồi, chạy điểm 9. Rồi, xuất điểm. Điểm của mình 11. Nó chưa lặp lại phải không? 11. Sao? À, ok. 11. 11 là nó hỏi tiếp.
8. Ok, đó. Như vậy thì mình sử dụng cái vòng lặp của chúng ta. Trong cái vòng lặp này là hỏi điểm. Hỏi điểm. Đây, mình chạy nè. Nếu mình nhập vô điểm là 11, enter, lại hỏi điểm. Trừ 8, enter, lại hỏi điểm. 7, ok, xuất điểm ra. Đó, như vậy thì chúng ta đang sử dụng cái vòng lặp của mình. Lặp cho đến khi điểm của chúng ta đúng thì thôi. Đó, như vậy các bạn thấy là trong cái phần lập trình của mình thì mình sẽ sử dụng vòng lặp while. Làm sao mà kiểm tra khi nào đúng thì dừng. Được chưa? Đó là mình sử dụng cái